đến ngày 26 tháng 9, Quảng Bình đã ghi nhận hơn 40.000 ca đau mắt đỏ, phần lớn xuất hiện trong trường học. Việc học sinh nghỉ dài ngày để điều trị đau mắt đỏ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Nhiều trường học vận động giáo viên hướng dẫn phụ huynh cho học sinh ôn tập tại nhà, đồng thời tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ đến từng lớp. Ngoài ra, nhiều trường cũng cung cấp một số loại nước khử khuẩn, khăn lau, nước sạch để học sinh sử dụng. Do ảnh hưởng của mưa lũ, 4.317 học sinh thuộc khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phải nghỉ học. Để chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ, ngành giáo dục Hương Khê đã chỉ đạo các trường tùy vào tình hình thực tế để cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù khi điều kiện thời tiết ổn định. Tại các trường học, cán bộ giáo viên chủ động di dời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn. Thưa quý vị, trong các ngày 15, 21, 22 và 25 tháng 9, đơn vị tổ chức đấu giá được 95 biển số xe ô tô, tổng số tiền dự kiến thu về ngân sách nhà nước khoảng 133,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 7 người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền, tổng hơn 10 tỷ đồng. Những người còn lại có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá để hoàn thành việc nộp tiền. Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định, cá nhân này sẽ mất tiền cọc 40 triệu đồng, đồng thời biển số trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại. Bên cạnh nhà ở xã hội, thì nhà lưu trú cho công nhân được xem là một trong những giải pháp để giải quyết bài toán về nhà ở cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố Thủ Đức nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Thủ Đức chỉ có một nhà lưu trú cho công nhân triển khai. Tới nay thì dự án đã gần hoàn thành, nhưng số lượng đăng ký thuê lại hết sức khiêm tốn. Vì sao nhu cầu nhà ở cao nhưng dự án làm ra lại không tìm được người ở, không tìm được người thuê? Và đây là vấn đề được đặt ra trong buổi giám sát nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Là dự án nhà lưu trú công nhân đang triển khai duy nhất tại thành phố Thủ Đức, dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuê tại phường Thành Mỹ Lợi do công ty cổ phần Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2022. Dự án có 1.040 căn hộ đã hoàn thành xong phần thô, nhưng tới nay mới chỉ có khoảng 100 hồ sơ đăng ký thuê. Cái khó khăn lớn nhất đó là cái người đối tượng cần mua, cần thuê á, thì phải làm cái thủ tục xác nhận theo cái mẫu phụ lục 03, là phải xác định về đối tượng thu nhập và nơi cư trú. Thì cái việc xác nhận này sẽ được giao cho Ủy ban cấp nhân dân cấp phường xã. Tuy nhiên, với cái vai trò của Ủy ban nhân dân cấp phường xã để xác định về cái thực trạng nhà ở thì họ sẽ rất thường e ngại, bởi vì họ chỉ xác nhận trong cái địa bàn của họ thôi. Bên cạnh vướng mắc về giấy tờ, thủ tục, chứng minh thu nhập, tại buổi làm việc của đoàn giám sát với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác khiến nhiều người không mặn mà với việc thuê nhà lưu trú tại dự án này. Đồng thời, đề xuất phương án mở rộng đối tượng cho thuê và chuyển đổi loại hình từ nhà lưu trú cho công nhân thuê sang nhà ở xã hội, có thể cho mua, bán. Theo quy hoạch cái này là cái nhà này là nhà đang thuê chứ không phải là nhà ở xã hội. Đấy. Thành ra là người dân mình thì muốn là phải có sở hữu. Hiện nay thì Thủ Đức cũng đã có kiến nghị là đề nghị là mở rộng các cái đối tượng, thay vì là cho công nhân thuê thì mở rộng ra là thành là được mua bán. Nhà ở xã hội nói chung thì đối tượng nó sẽ mở rộng rất là rõ. Còn về nhà ở cho công nhân thuê thì nó tự mình đã gói cái đối tượng của mình rồi. Thì về vấn đề mở đối tượng này như thế nào? Thì như vậy cái giải pháp sắp tới chúng ta sẽ khắc phục và giải quyết vấn đề này như thế nào? Để tránh lãng phí mà cũng tránh cho cái thiệt thòi của cái nhà đầu tư vô đây. Theo đó, đại diện Sở Xây dựng cho rằng dự án này được xây dựng trong khu công nghiệp thuộc loại đất thương mại dịch vụ chỉ dùng cho thuê. Vì vậy, nếu chuyển sang nhà ở xã hội thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nhiều thủ tục về nghĩa vụ tài chính khác. Thì muốn mở rộng đối tượng này thì Thủ Đức phải làm lại động tác là điều chỉnh 1/500. Cái quan trọng nhất của thành phố Thủ Đức hiện nay là có cắt cái khu này ra khỏi cái 20 hecta để biến thành khu ở hay không. Cũng theo ông Khiết, với hơn 200.000 công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn, nhu cầu nhà ở là rất lớn. Vì vậy, trước khi đề xuất chuyển đổi loại hình của dự án, thành phố Thủ Đức và chủ đầu tư nên xem xét đẩy mạnh phương án tuyên truyền, thông tin về dự án, kết hợp với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ đầu tư phát triển nhà ở, hỗ trợ vốn vay, lãi suất để công nhân có nhu cầu nhà ở trên địa bàn có thể tiếp cận dễ dàng hơn.